Xin chào bạn Sumi. Bạn Sumi đang làm gì vậy? Cô giáo tặng đồ chơi. À, cô giáo tặng cho bạn tô màu và sách để tô màu à? Bạn Sumi gọi đây là đồ chơi à? À, cô giáo tặng cho bạn nhiều sách thế nhỉ? Bạn Sumi có thích không? Ủa, đây là cái gì vậy? Màu. À, hộp màu à? Hộp tô màu, đây là hộp màu sáp đúng không? Thế bạn đã biết hết các màu ở hộp tô màu này chưa? Rồi. Biết hết rồi á? Bây giờ bạn có thể đọc cho các bạn nghe hết từng màu một không? Dạ. Rồi, bây giờ bạn chỉ cho các bạn nghe từng màu một nào. Bắt đầu từ màu này nhá, bắt đầu. Màu đúng rồi. Có gì nữa? Đúng rồi. Hồng. Rồi. Màu đen. Đúng rồi. Màu xanh là cây. Màu xanh là cây, đúng rồi. Màu xanh dương. À, con làm sao vậy? Con lắc lắc cái đầu vậy? Con đọc hẳn hoi cho các bạn cùng nghe nào. Màu xanh dương, rồi. Màu to lên. Đọc to lên cho các bạn nghe. Màu tím. Màu tím, rồi. Màu nâu. Màu đỏ. Sumia không lắc đầu như thế nữa, xấu lắm à. Không lắc đầu như thế nhá. Rồi, thì bây giờ con đếm xem hộp màu này có bao nhiêu màu nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 màu đúng không? Đúng rồi, vậy là chúng ta có 10, hộp màu có 10 màu nhá. Bây giờ chúng ta sẽ xem trong tách sách tô màu của bạn Sumi có những bức tranh gì nhá. Sumi mở bức tranh tô màu ra xem cho các bạn xem ở trong có những bức tranh tô màu gì. Đây, đưa mẹ để cho. Rồi, con dở cho các bạn xem nào. Con gì đây? Đúng rồi. Con dở tiếp ra. Rồi, con gì? Thỏ voi. Con thỏ và con voi, đúng rồi. Con dở tiếp ra nào. Bảo. Đây là con gì? Con kiều, con này báo. Con báo, đúng rồi. Đây là con gì? Con chó. Đây. Con gì? Con nai. Con nai. Con chó. Con nai. Con biết con chó rồi à? Ừ, con nai. Nai. Không phải lai mà nai. Nai. Vẫn chưa được. Nào, con gì? Con công, đúng rồi, con này. Cá sấu. Cá sấu, đúng rồi. Con này. Lợn. Đây. Hổ. Đúng rồi. Đây. Con thưa. Đúng rồi. Con chỉ. Đúng rồi. Đây. Con chim. Con chim, đây. Thưa cao cổ. Thưa cao cổ, đúng rồi. Nói to cho các bạn nghe nhá. Con gì? Con bà sữa. Bò sữa, đúng rồi. Con chó sói. Con chó sói, chính xác. Con gì? Con gấu. Ồ, đúng rồi. Con này con gì? Con gì? Con trâu. Trâu. Đúng rồi, con trâu. Trâu. Rồi, các bạn đã biết đọc giống bạn Sumi chưa? Hãy đọc cùng bạn Sumi nha. Con trâu. Con trâu. Rồi, con gì? Con chim. Con chim, đây là con gì? Con dê. Dê. Con dê. Dê. Hết rồi, con cuối cùng là con gì? Tê giác. Con tê giác. Tê giác. Tê giác, chính xác rồi. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tô màu bức tranh đầu tiên nha. Con muốn tô con nào chưa? Con thích tô con nào nhỉ? Rồi, mẹ sẽ cho bạn Sumi chọn theo sở thích nhá. Nhưng có phải tô thật là đẹp được không? Rồi, con tô thật là đẹp nhá. Rồi, bây giờ mình sẽ tô tê giác nhá. Con tê giác này người ta tô màu gì đây? Rồi, thì con tô màu tím đi. Nhưng mà còn cái đuôi của nó màu gì đây? Màu nâu, đúng rồi. Vậy thì con phải để cái đuôi để tí mình tô màu khác nhá. Bây giờ con tô con tê giác đi. Bắt đầu. Cái này cũng màu tím. Ừ, rồi, cái đuôi đấy cũng màu tím. Chỉ có cái lông đuôi là màu khác thôi. Bây giờ con tô. Rồi, con bắt đầu tô đi. Con tô cẩn thận, đừng tô ra ngoài nhá. Rồi, các bạn ơi, bạn Sumi đã bắt đầu tô rồi này. Bạn Sumi cố lên nhá.
Rồi tô đi. Có là phải một tấn. Đúng rồi. Đúng rồi thì mình không tô đúng không? Màu trắng thì con không tô, hoặc con dùng màu khác con tô cũng được. Không tô rồi thì con tô đi. Con đang tô màu này. Con tô đi. Con tô cẩn thận. Không được ra ngoài mất đấy. Lấy tay. Một tí. Đâu ra ngoài một tí đâu. Ờ không sao, bây giờ con lấy tay con giữ. Con lấy tay con giữ để cho không, lấy tay giữ ra đây này. Đấy, thế để cho không bị xô. Không bị xô cái quyển sách đấy. Đấy, không bị tổ xô quyển sách thì mình tô không ra ngoài, con giữ chặt vào. Đấy, bạn Sumi tô khéo chưa? Bạn đi tô hết cái viền ở bên cái viền ở sát bên ngoài là xong rồi, bạn mới tô bên trong nhé. Rất là cẩn thận luôn. Đấy, bạn Sumi tô rất là khéo, đã sắp xong rồi đấy các bạn ạ. Sắp xong cái người của con tê giác rồi. Thế bạn Sumi hôm nay muốn tô mấy bài? Một. Một bài thôi á? Để dành mai là tô tiếp. À, để dành những bài sau để mai lại tô tiếp nhé. Đúng rồi, chính xác. Hôm nay tô một bài thôi, còn lại để dành để mai tô tiếp. Mỗi ngày tô một bài con nhỉ? Đúng rồi, giống ở lớp mỗi ngày cô cho tô một bài à? Hai bài. À, ở lớp thì mỗi ngày tô hai bài à? Còn về nhà mỗi ngày tô một bài để dành nhỉ? Các bạn có để dành giống Sumi không? Sumi chỉ tô một bài thôi, còn lại Sumi để dành mai mới tô tiếp. Không tô nhanh hết mất tranh nhỉ? Sumi tô nhanh thế nhỉ? Vèo vèo vèo, tí đã gần hết chỗ trắng trắng ấy rồi. À, còn tôi tiếp đây nữa. Ố, sao đấy? Buồn ngủ à con? Không xong rồi, cố lên. Rồi, cố lên, dậy tôi tiếp đi. Tôi bức tranh này lâu quá, Sumi mệt đấy. Rồi. Đúng rồi, tôi thấy cho nhanh, lấy tay giữ. Đúng rồi, đấy, thế nhanh, chả mấy chốc mà tôi hết. Chả mấy chốc mà tôi hết luôn đấy. Ấn mạnh vào cho màu nó đẹp. Rồi, bạn Sumi cuối cùng đã tô bức tranh sắp xong rồi. Thế thôi nhá, đến mẹ quay đến đây thôi nhá. Sumi chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn lần sau nào. Con cứ chào các bạn rồi hẹn gặp lại các bạn lần sau rồi con lại tô tiếp nào. Chào gặp lại các bạn lần sau, bye bye. Rồi, các bạn chào Sumi nha. Sumi chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn lần sau.